duy nhất trong ngày 6 tháng 4 2017. Lần đầu tiên, Ngày hội Văn hóa Tây Ban Nha Spanish Day sẽ diễn ra tại công viên Thiên đường Bảo Sơn. Vô vàn những hoạt động độc đáo đang chờ đón bạn, đắm say với những vũ điệu flamenco đầy mê hoặc, lạc lối giữa không gian ẩm thực đậm chất Tây Ban Nha, hòa mình vào banh nhạc đường phố và thử tài cưỡi ngựa ngay trước lâu đài cổ kính. Hơn thế, phiêu lưu cùng 15 trò chơi miễn phí, không giới hạn số lần, selfie thả ga bên tuyệt tác gây kiểng hay thủy cung kỳ bí. Spanish Day, chọn gói giá vé, tiết kiệm tới 70%.